Con mình về sau là ba đã đọc bao trước mặt mẹ và ba đã không kìm được nước mắt. Luôn lắng nghe và nói chuyện để trở thành người chồng, người
cha, tốt. Một lần nữa anh muốn nói cảm ơn em đã đến bên cuộc sống, cuộc đời anh và đồng hành cùng anh. Anh yêu em.